Hello, chào mọi người. Là Quyền, Talk English. Thì trong quá trình mà mình mở mô hình Talk tiếng Anh giao tiếp tại quán cà phê, rồi mình dạy online một kèm một, thì mình thấy rất là nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam, khắp Việt Nam, rồi một số bạn là công nhân, bạn rất là muốn tham gia cái khóa học ở Talk, nhưng mà vì một yếu tố rất là tài chính thôi, nghĩa là bạn cũng không thể nào có đủ tiền bỏ ra 70.000 hoặc 80.000 để học một cái buổi học tại Talk. Thì mình cũng nghĩ nhiều về những cái câu hỏi là có thể tài trợ học phí rồi giúp đỡ các bạn được không, thì thực sự là mình cũng đã giúp rất nhiều bạn. Tuy nhiên mà để trên cái mô hình quy mô lớn á, để giúp được nhiều người hơn thì chưa nghĩ ra cách. Thì ngày hôm nay Quyền đang cố gắng tạo ra một cái quỹ học bổng của Talk English. Thì rất là ngại để nhắn tin cho bạn bè là nhờ ông giúp tôi rồi nhờ bà giúp tôi ủng hộ cho cái quỹ này. Thì Quyền có tạo ra được một cái bộ video về tư duy kinh doanh, tư duy khởi nghiệp mà Quyền nghĩ rằng những bạn trẻ nào từ 20 đến khoảng 35 tuổi, nếu bạn muốn bắt đầu một cái mô hình kinh doanh hoặc cao cấp hơn, bạn có muốn gọi vốn á, thì bạn nên xem cái video này. Thì cái bộ video này Quyền đã quay và giảng được khoảng tầm 30 bài, là 30 cái video. Thì trong đó nó chia ra được bốn cái chủ đề chính rất là tốt. Thứ nhất á, tư duy, bạn phải hiểu về bản thân bạn. Có nghĩa rằng bạn có phù hợp để làm chủ không? Thì trong cái video đầu tiên thì Quyền hỏi rất nhiều thứ để bạn đánh giá lại bạn có phù hợp để làm chủ, bạn có hiểu về bản thân bạn không? Cái video, cái phần thứ hai nó là tư duy của kinh doanh và kiến thức kinh doanh. Có nghĩa là đây là những cái kiến thức rất căn bản cho bạn bắt đầu một cái business, một cái kinh doanh về chiến lược giá, sản phẩm, marketing, bán hàng, ngắt ở đâu, thị trường ở đâu. Thì những bạn nào làm kinh doanh thì phải hiểu. Cái phần kiến thức thứ ba đó là tư duy, bạn có hiểu về nhân viên và quản trị nhân viên không? Phần này quan trọng nha, bởi vì Quyền cũng đã thất bại rất nhiều với con người, với nhân viên của mình. Thì Quyền ngẫm ra những cái điều mà đáng lẽ ngay từ đầu mình làm tốt hơn xíu, mình điều chỉnh đi xíu thì có lẽ mình đang có một cái đội ngũ và ekip tốt hơn. Thì phần thứ ba là hiểu và quản trị về nhân viên. Phần cuối cùng dành cho những bạn muốn gọi vốn thì mình đặt cái tên đó là hiểu về nhà đầu tư. Thế nào là một nhà đầu tư? Thì nếu bạn gặp những nhà đầu tư thiên thần thì bạn sẽ phải nói cái gì? Là những anh chị có khoảng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ hoặc 5 tỷ, những nhà đầu tư cá nhân. Rồi nếu vô tình bạn lên Shark Tank hoặc là bạn gọi vốn ở quỹ, bạn sẽ nhận diện những nhà đầu tư lớn mình gọi là shark bự á, thì họ sẽ quan tâm cái gì? Và cái cuối cùng trong cái bảng nhà đầu tư này thì bạn nên nhận diện những nhà đầu tư nào mà gọi là chém nha. Bởi vì khi Quyền lên Shark Tank xong, Quyền đọc rất nhiều nhà đầu tư khác nhau tại Việt Nam và mình nhận ra có những nhà đầu tư họ rất là có những họ chém. Và tại sao họ lại muốn gặp mình thì Quyền cũng chia sẻ rất rõ trong cái video này. Cái phần thứ năm mà Quyền nghĩ mọi người nên coi đó là mình có tham gia giảng dạy một số bộ môn, thì mình có đúc kết ra những cái khóa học đó là nhận thức về bản thân. Cách xây dựng nhân hiệu, khả năng thuyết trình thì nó là bộ kỹ năng mà các bạn CEO đầu tư bạn nên quan tâm và bạn nên học cái này. Cuối cùng thì cái video này Quyền sẽ gửi tặng cho những bạn trong cái quan hệ của Quyền, những người đã like, share, comment, inbox và đã động viên Quyền trong suốt 2-3 năm qua, gửi tặng cho các bạn. Mục tiêu là nếu các bạn thấy nó giá trị thì các bạn sẽ đóng góp một phần nào đó cho cái quỹ học bổng của Top. Thì với số tiền các bạn đóng góp á, thì 50% Quyền sẽ dành cho quỹ học bổng để gửi tặng cái quỹ này cho những cái bạn trẻ nào có nhu cầu học tiếng Anh khắp cả nước Việt Nam. Còn 50% còn lại thì mình sẽ đưa vô cái quỹ kinh doanh của Talk để tiếp tục mở rộng cái mô hình này ra. Thì rất là hy vọng các bạn nhận video này, các bạn coi, các bạn phản hồi và đóng góp thêm cho mong muốn 1 triệu người Việt Nam nói tiếng Anh lưu loát, giọng thuần Việt. Cảm ơn mọi người đã xem ạ.